Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 3 năm 2020. Em xin làm video cập giá mít. Giá được khâu vào tại vườn ha. Để tiện theo dõi thì em sẽ để cái giá trên màn hình cho cô chú anh chị và các bạn tiện theo dõi. Mít quá tốt luôn cô chú anh chị và các bạn. Để em quay, quay gần vô cho mình dễ coi ha. Đây. À, cây mang trái rất là đẹp. Đất này đất đất đỏ, cũng không hẳn là đất đỏ, có đất hơi đất sỏi cơm. Nó chỉ có một phần là đất đỏ. Sỏi, cát. Mít trồng khá là đạt mọi người. Lá xanh đen, lá to, phải nói là lá mít nó to to. To bằng bàn tay. Cô chú anh chị và các bạn theo dõi ha, mình đi tham quan vườn này thử xem. Ở đây người ta để cỏ để ta làm một phần hữu cơ mọi người. Giờ sầu riêng đây nó cũng tốt. Sầu riêng mít thì ở đây một cây người ta để trái. Hiện tại thì sầu riêng trên ở đây người ta cũng đang làm bông mọi người. Sầu riêng cũng đạt bông lắm mà người ta chưa tiễn. Cô chú anh chị và các bạn nào mà trồng mít ở trên cái vùng đất đỏ ha, mình có thể tham khảo cái vườn này. Vườn này so với những vườn khác làm là khá là đạt. Cây nào cũng như cây nấy, lá nó xanh mịn, lá rất là to. Cô chú anh chị và các bạn tưởng tượng xem ha, là vừa lòng bàn tay nè. Lá khá dài á, lá dài trên một gan á. Đây người ta trồng sầu riêng, riêng trồng mít chen luôn. Sầu riêng thì đang
đang vô mùa, đang có bông. Thì ở đây người ta cũng xài phân thuốc ở cây lậy, mua phân với thuốc ở cây lậy. Mua với cây lậy xong rồi ta chuyển lên đây ta sử dụng, chứ cũng không dùng phân thuốc ở khu vực trên đây. Cho nên là cái cây mít với cái trái mít nó cũng giống giống với và lại mít ở dưới cây lậy. Mít quá tốt luôn mọi người. Diện tích này 6 hecta mà trồng mít rồi sầu riêng. Này chủ người ta chăm sóc cũng kỹ lắm, cho nên là cây nó tốt. Cây này thì chủ nói chủ cây chủ vườn nói là mít này thì chỉ mới có 1,5 năm thôi. Mà so ra nếu mà 1,5 năm như thế này thì ở cây lậy cũng khó có vườn nào mà đạt được như vậy. Cây này là mang tái chiến luôn, tái đầu tiên nè. Cây quá tốt luôn. Nhưng đặc biệt nãy giờ đi vòng vòng là chưa có cây nào à. Nói chung mà không có, chưa có cây nào là có bị xì mủ nha mọi người. Tốt quá nhưng mà cũng chưa có bị bệnh. Rồi coi nè. Lá mít. Cái lá mít là phải 1 gang. Trồng bạc ngàn bên kia luôn mọi người. Hơi chá nắng chút. Giờ hiện tại giờ 6 giờ sáng nên là hơi chá nắng. Đây sầu riêng người ta trồng khoảng khon, ghi sáo với lại là musangkin. Quá tốt rồi. Thôi em xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.